chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Thì lời đầu tiên cho phép Mạnh được xin cảm ơn tất cả hơn 50.000 người đang theo dõi kênh của Mạnh. Xin cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành cùng kênh Mạnh trong suốt khoảng thời gian qua. Và mình luôn mong muốn rằng là trong cái thời gian sắp tới thì mọi người vẫn luôn đồng hành và tiếp tục ủng hộ cùng kênh của Mạnh. Như đã hứa, khi kênh của Mạnh đạt được 50.000 người đăng ký, 50.000 người theo dõi thì Mạnh sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ, chính là cái móc khóa để gửi tặng cho tất cả mọi người khi đang tham gia ở đây. Thì kênh của Mạnh hiện tại đã được hơn 5.000 người đăng ký rồi. Thì ngày hôm nay mình đã chuẩn bị là trên tay đây, mình cũng mới nhận mang về là hàng loạt cái móc khóa để gửi tặng cho tất cả mọi người tham gia. Đây, các bạn có thể nhìn rõ không? Thì cái móc khóa này ấy, nó có ý nghĩa như thế nào? Cái móc khóa này ấy, nó có ý nghĩa rằng là đây là chính là một cái lời tri ân, một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của mình trong thời gian qua. Thì cái móc khóa này nó có hình hai mặt này, nó có ý nghĩa như thế nào? Cái mặt đầu tiên đây các bạn ơi, cái mặt đầu tiên như thế này chính là được mang tên cái ảnh của một cái máy xúc đào và dòng chữ hiệp hội máy xúc đào. Cái ảnh này và với tên này với cái mục đích là kết nối anh em, kết nối bạn bè gần xa, không phân biệt gì Bắc, Trung, Nam, không biệt phân biệt gì dân tộc này, dân tộc khác. Tức là người có tay nghề hay không có tay nghề đều kết nối được. Tức là đã là tham gia nghề máy xúc thì ai cũng như ai. Mình muốn gắn kết được cộng đồng cái máy nghề nói riêng và cộng đồng máy xúc nói chung. Đấy, thì đấy là mặt thứ nhất. Cái mặt thứ hai, đây các bạn, mặt thứ hai này, mình hiện tại mình có in tên ảnh của mình và tên kênh YouTube của mình đấy, để rằng là đây chính là những cái phần quà kỷ niệm từ kênh của Mạnh và đích thân tay Mạnh làm ra đấy. Vì cái móc khóa này nó chỉ có số lượng giới hạn nhất định thôi. Đây chính là phiên bản giới hạn. Kênh mình đạt 50k sub mình chỉ in có khoảng 100 cái thôi, 100 cái phiên bản giới hạn, và mình cũng không in thêm nhiều. Chính vì vậy thì ngày hôm nay thì mình chỉ có gửi tặng 100 phần quà này đến 100 người may mắn và nhanh nhất trong kênh YouTube của mình. Để đạt được sự công bằng, không thiên vị ai khi mà tặng những cái phần quà này thì thể lệ tham gia chương trình như sau: các bạn xem video này, các bạn like, các bạn chia sẻ video và các bạn bình luận ở dưới comment là tên của các bạn, số điện thoại của các bạn và địa chỉ các bạn. Những ai nhanh tay, nhanh bình luận nhất thì sẽ nhận được cái phần quà sớm nhất. Khi những cái bình luận và những cái phần quà này được trao đến cái phần thứ 100 thì Mạnh xin phép được kết thúc cái event tặng móc khóa ở đây. Đấy. Vậy thì những ai chưa nhận được móc khóa thì cũng đừng buồn, vì thời gian sau mình sẽ làm và dành tặng cho các bạn ở một cái mức sau. Vậy thì ngày hôm nay mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Mạnh và đã đồng hành cùng kênh của Mạnh trong thời gian qua, và cũng mong rằng trong thời gian sắp tới mọi người luôn luôn ủng hộ Mạnh nhiều hơn để giúp Mạnh có ra nhiều video mới hơn, và đừng quên phần quà ở các dịp tiếp theo. Cũng mong rằng trong năm nay kênh của mình tăng trưởng tốt thì những cái phần quà này mình sẽ phát rộng hơn cho mọi người. Vậy thì video của mình xin được phép kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã đồng hành Mạnh trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.